chỉ là tụi mi được liếc nhìn một cái, liếc cái xong thôi luôn. Xa xa nhà cự anh ơi, rồi lãng mạn ha. Thì sau video đấy mọi người có yêu cầu là cô có thể làm thêm nốt của Tango N2 2500 từ vựng. Quan trọng nhất ở đây các bạn có thể từ essential này, là những từ vựng trọng yếu nhất trong đề GPT cũng như trong đời sống hàng ngày. Vậy thì trong video này chúng mình sẽ cùng nhau một clip, nhưng mà Sensei sẽ dạy cho mọi người chọn lọc những từ mà các bạn cần nắm được trong 2500 từ vựng này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với từ mà nê cự. Mọi người nhớ chữ này không ạ? Rồi, mà nê cự ở đây chúng ta rất quen thuộc trong con mèo thần tài mà nê kim nê cô, vẫy gọi tiền tài đến đúng không? Thì nó sẽ có hai nét nghĩa ở trong đề N2, mọi người nhớ cho Sensei nhá. Nghĩa thứ nhất là mời ai đó đến nhà mình, như câu này đây: bucho no otaku ni mane kareta, tức là được bucho là mời đến nhà. Thì tức là mời đến nhà ai đấy, thì cái nghĩa này là nghĩa đen nhá. Nhưng mà khi mà chúng ta đi thi N2 thì sẽ thường với cái nghĩa ẩn dụ hơn. Và trong cái nghĩa ẩn dụ thì nó sẽ dùng với nghĩa đó là kéo theo hoặc dẫn đến một cái kết quả nào đó. Và lúc này thì mọi người nhớ nó sẽ là kết quả tiêu cực nhá. Thường là dẫn đến một kết quả tiêu cực thì người ta mới dùng mà nê cự. Ví dụ ở đây này, chỉ một cái lời nói của anh ấy thôi nhưng mà gây ra một cái gì ạ, sự hỗn loạn hoặc là kéo theo một kết quả xấu, ở đây là kunlano maneta đấy, thì nó sẽ dẫn đến một kết quả xấu. Đây là trở thành nguyên nhân của kết quả không tốt, là một cái lưu ý mà bắt buộc là phải học thì đi thi N2 đến cái bài cách sử dụng từ trong câu môn đại 6 các bạn mới xử lý được nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với từ Gucci số 74, các bạn bắt buộc phải thuộc từ này nhá. Gucci thì nó sẽ là sự than vãn hoặc là phàn nàn, thì danh từ này nó sẽ bằng với cả mông cự, mọi người nhớ đúng không? Ở đây này có một cái cấu trúc cố định trong đề N2, đó là Gucciを こぼして. Gucciを こぼす, こぼす chúng ta học theo cái nghĩa đen, đó là làm đổ đúng không, hoặc là đánh đổ cái gì đấy. Ví dụ cốc cà phê trên bàn là mình đánh đổ cốc cà phê, thì mình sẽ dùng cái こぼす. Ở đây là gì đấy ạ? Mình than phiền cùng với cả cái người bạn cùng kỳ đúng không, ở đâu đấy. Thì nhớ cho mình cụm này, Gucciを こぼす, than thở phàn nàn về một điều gì đó nhá. Đấy. Tiếp theo sẽ là một phó từ xuất hiện ở trong N2 nghe hiểu, đó là từ uini. Đây là chữ đại này, thì nó sẽ bằng là nhiều hoặc là rất nhiều, mang sắc thái nhấn mạnh nhá. Đó, rất là hay đi với nomu. Mọi người học một cái cụm cho mình, uini nomu. Được chưa? Kyou wa uini nonde tanoshimo, tức là sao đây? Ngày hôm nay chúng ta hãy uống thật là nhiều, uống thật là say và quẩy hết mình đi. Thì cái cụm uini nomu này rất hay được sử dụng, kể cả là trong gai qua luôn. Mọi người ghi lại nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang đến những từ vựng với chủ đề, đó là khôi vi tộ, là liên quan đến yêu đương. Chúng ta sẽ đến với từ tsuriau nhá. Từ này có nghĩa là phù hợp hoặc là xứng với. Ví dụ như là câu này các bạn nhìn thấy nè, boku ga hanojo to tsuriatteru ka dou ka wo shinpai, tôi không biết là tôi có xứng với cô ấy không. Cô ấy là một người rất là đẹp, rất là giỏi giang, nhà cô ấy rất là giàu có, còn tôi thì là một người không có gì cả. Thì khi mà hai người yêu nhau, tôi không biết là mình có xứng với cô ấy không. Chúng ta dùng cụm là một cái danh từ chỉ người nào đó đi với tốt và tsuriat tên được nhá. Phù hợp, xứng đáng, được chưa? Rồi, mushiro, thằng này chuyên là trong đọc hiểu này, các bạn ghi lại cho mình, thằng này sẽ là một phó từ trong đọc hiểu nhá. Ngược lại hoặc là thà gì đấy còn hơn. Câu đây của mình này, kanpeki na hito yori mushiro kette no aru hito no hō ga suki da. Tôi thì tôi lại gì đấy ạ? So với một cái người kanpeki, một cái người hoàn hảo, không có một cái vết sứt, không có một cái khuyết điểm nào, thì tôi ngược lại đúng không? Tôi thà là này, hoặc là ngược lại, tôi lại thích những cái người mà có khuyết điểm hơn. Các bạn thích người có khuyết điểm hay là không khuyết điểm? Rồi, ok. Tsugi, trong nghe hiểu chúng ta cũng sẽ gặp từ iwaba. Từ này chúng ta sẽ là có thể nói là hoặc là giống như là miêu tả cái sự so sánh nhất. Kanojo wa boku ni totte iwaba taiyō no yō na hito da. Cái sự tồn tại của cô ấy đối với tôi thì giống như sự tồn tại của một ánh mặt trời đúng không? Tức là cô ấy mang đến cho mình năng lượng, cô ấy mang đến cho mình sự vui vẻ, sức sống, tồn tại như một vầng thái dương này. Iwaba rất là hay đi với cái đuôi là yō na. Xin chào mọi người, anh Sensei mang đến cho mọi người một tin vui trong tháng 12, đó chính là Sensei sẽ kết hợp cùng với Common lập ra một nhóm cùng học N2 cho những bạn có mục tiêu là phải lấy được bằng N2 cho kỳ tháng 7 năm 2024. Nhóm này thì sẽ dành cho những bạn mà chưa biết lớp tích hợp là gì và chưa từng được trải nghiệm tích hợp nhưng mà muốn học thử một lần. Nhóm cùng học N2 của anh Sensei và Mon Sensei thì sẽ được khai giảng vào ngày 19 tháng 12 nhé. Và lộ trình học sẽ có 4 buổi trong 2 tuần, phủ cho các bạn tất cả những kỹ năng từ vựng, chữ Hán, kanji đến cả đọc và nghe.
để được thêm vào nhóm học tập này ngay hôm nay thì mọi người hãy comment học thử phía dưới đi, trên sẽ gửi link cho các bạn vào lớp nhá. Và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ được nhận bộ tài liệu phân tích đề thi mới nhất của tháng 12 năm 2023, cùng với đó là bộ giải pháp học tập khi mà đăng ký lớp tích hợp. Và hẹn gặp lại các bạn trong tuần trải nghiệm nhóm học cùng với anh Sensei và Mon Sensei nhé. Tsugi, shisen. Shisen ở đây sẽ là ánh mắt hoặc là ánh nhìn nhá. Mọi người nhìn này. Futari wa shibaraku shisen awasenakatta. Hai người này đã không nhìn vào nhau một lúc rồi, tức là ánh mắt hai người nhìn về hai phía khác nhau và tránh né ánh mắt của nhau. Mi tsumeru, mọi người lưu ý từ này nhá. Nhìn chằm chằm, mình thấy cô này cô có cách ăn mặc rất là kỳ cục, thì mình cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy khiến cho người ta thấy khó chịu đúng không? Đây, jitto mitsumete ita, nhìn chằm chằm mà nhìn một lúc rất là lâu ấy, nhìn mọi người, mình cứ ngồi mình nhìn thôi, mình không có cử động gì luôn, thì chúng ta có thể thêm cái từ jitto vào, được chưa? Mitsumeau, mitsumeru là một mình nhìn chằm chằm vào người ta thôi, nhưng mà mitsumeau tức là hai người này cùng nhìn chằm chằm vào nhau, có vẻ là đang muốn nói điều gì đấy. Tsugi, chúng ta sẽ có từ sorasu, đây là một động từ hay dùng trong kaiwa, các bạn có thể học thử nhá. Thằng này sẽ là lảng tránh, ví dụ người ta nhìn vào mình nhưng mà mình không thích, mình không thấy thoải mái thì mình lảng tránh cái ánh mắt của người ta, mình nhìn ra chỗ khác, người ta nhìn mình nhưng mà mình nhìn chỗ khác. Kanojo ni kizukarete, anh này anh thích cái cô này và anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái cô đấy, tại vì thích nên ngắm người ta, thì khi mà cô ấy nhận ra là mình đang bị nhìn chằm chằm về cô rất là ngại đúng không, thì khi mà mình bị cô nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm thì mình ngại quá thì mình mới meo surashita, mình mới giả vờ là mình liếc mắt đi chỗ khác là tôi đang không nhìn bạn đâu đấy, được chưa? Rồi chirato, có từ chirato nhá, mình liếc nhìn hoặc là nhìn thoáng qua thì người ta dùng chirato, chính vì cái nét nghĩa như thế này, liếc hoặc là nhìn thoáng qua nên nó rất là hay đi với cái động từ đó là miru, chirato mita, chirato miru nhá, liếc nhìn một cái, liếc cái xong thôi luôn, đấy là chirato. Tsugi, chúng ta sẽ đến với moshikasuruto. Chúng ta sẽ định là biết đâu chừng, có lẽ, trái biết đúng không? Đây này, biết đâu chừng là có lẽ là người ta thích mình. Moshikasuruto kare wa watashi no koto wa suki kamoshirenai. Cái đuôi này thường hay đi với moshikasuruto các bạn nhé. Cứ nói thế, biết đâu người ta thích mình thì sao? Thì trong cái trường hợp như vậy, biết đâu chừng, có lẽ nào một cái trường hợp đấy xảy ra thì nói về cái khả năng giống như là tha bừng đấy các bạn, thì mình sẽ dùng cái đuôi này nhé. Moshikashitara, moshikashite thì nó sẽ đồng nghĩa. Tsugi, chúng ta sẽ đến với động từ sagaru. Bình thường cái từ này là chữ thám và các bạn hay học nó là sagasu, là tự tìm đúng không? Nó còn có một cái cách đọc có nghĩa nữa khi mà nó đọc là sagaru nhá, thì cũng mang ý nghĩa là thăm dò hoặc là lục lọi. Đầu tiên sẽ là nghĩa thăm dò, thì thăm dò này sẽ thường là thăm dò xem, ví dụ như mình định tỏ tình với người ta nhưng mà mình muốn thăm dò trước xem là có thật sự là người ta thích mình không, hay là mình muốn thăm dò trước xem là cái tình cảm của người ta với mình ra sao, thì những cái trường hợp đấy có hiểu này. 友達に頼んで彼女の気持ちを探ってもらった。Đấy, mình nhớ bạn là mình thử hỏi cái đứa đấy xem là nó thích tao không, mình thử thăm dò cho tao xem. Đấy, thì những cái đấy mình sẽ dùng là kimochi o saguru, thăm dò tình cảm xúc, ý đồ của đối phương nhưng mà sẽ không để người ta biết, thì mình sẽ dùng từ saguru nhá. Mọi người hay hỏi sensei là cái từ này thì nó sẽ khác cái từ sagasu ở đâu, khi mà nó mang cái nghĩa là tìm ấy thì sagasu chỉ là tìm thôi, nhưng mà saguru sẽ là mang nghĩa hơi lục lọi một chút. Ví dụ nhá, các bạn đánh mất chìa khóa nhà, thì bây giờ các bạn là ô tôi phải đi tìm xem chìa khóa nhà ở đâu, các bạn có thể dùng từ sagasu đúng không? Nhưng một khi mà dùng saguru có nghĩa là ví dụ bây giờ trên sẽ có một cái hộp rất là to nhá, và các bạn sẽ không được nhìn thấy là bên trong hộp có cái gì, và các bạn sẽ chỉ được thò tay vào trong cái hộp đấy và các bạn lần mò lục lọi xem là cái đèn pin ở trong đấy đâu, nhưng mà mắt của chúng ta không có nhìn thấy được, và chúng ta chỉ dùng tay tìm ra cái đèn pin ở trong một cái hộp kín bằng tay, dựa trên xúc cảm về tay chân chúng ta tìm nó, thì mình sẽ dùng từ saguru. Thế còn sagasu là chúng ta dùng mắt để nhìn xem cái chìa khóa nó rơi ở đâu. Đấy, thì đấy cũng là một cái cách phân biệt để mọi người nhớ ra hai cái từ đấy trong kaiwa dùng hơi khác một xíu nhá. Ở đây này, ví dụ mình tìm đúng không? Trong cái túi này, cái pocket tội là cái túi quần này, thì mình không thể nào mà mình nhìn sâu vào cái túi quần xem là nó chứa cái gì đúng không? Mà mình chỉ cho tay vào túi quần mình tìm, tức là mình tìm dựa vào cảm giác của tay chân đúng không? Thì lúc đấy sẽ là pocket tố sagutara đúng không? Mình cho tay vào túi mình lục lọi xem, thì lúc đấy mình thấy là có cái đồng 500 yên ở trong, được chưa ạ? 90 thì chúng ta sẽ đến với từ kojitsu. Thằng này đã từng thi trong đề từ vựng N2. Nó là chữ khẩu đi với chữ thực, nhưng không phải là miệng của chúng ta nói những lời thật lòng, mà chúng ta sẽ là viện lý do hoặc là viện cớ, được chưa? Chúng ta sẽ dùng vào cấu trúc là danh từ đi với trợ từ ốp và đi với kojitsu nishite.
Tức là chúng ta lấy cái danh từ này làm cái cớ, làm cái lý do để chúng ta làm hành động đằng sau, hoặc là chúng ta không làm hành động đằng sau. Thì thông thường cô tích sự sẽ dùng với cái ý nghĩa nó hơi tiêu cực một chút. Ví dụ như là khi mình bảo con trai là con đi quét nhà đi, con đi dọn nhà đi, thì con trai sẽ luôn lấy cớ là con phải học, con không có thời gian để làm việc đấy. Thì đấy cũng là một cái cô tích sự. Ở đây là 시켜뱅교 cô tích sự đi stay 카노조도 도서관에 왔다. À, câu này nó dùng trong nghĩa hơi yêu đương một chút, tức là tôi lấy viện lý do, lấy cớ là ôn thi đúng không, để mà có lý do đến thư viện và gặp mặt cô ấy. Trên thực tế là mình muốn gặp chứ đâu có phải là mình đến đấy để ôn thi thật đâu, đúng không? Từ chưa mơ cự nhá, mình cúi đầu mình nhìn xuống này, mình không có tự tin về một điều gì đó, mình cứ cúi đầu mình nhìn xuống như thế này thì sẽ là từ chưa mơ cự. Cái câu này xuất hiện ở trong đề N2 vừa mới thi xong, các bạn có nhớ có câu này không ạ? Đấy, trong phần từ đồng nghĩa của đề tháng 12 năm 2023 luôn. Đó, tức là nhìn xuống nhá. Sumita. Tsugi đến với một cái từ lái, đó là kosokoso. Kosokoso suru thì sẽ là lén lút làm một hành động nào đấy, và các bạn sẽ rất là dễ nhớ thôi, vì nó xuất phát từ một phó từ đã gặp ở N3, đó là kosori. Làm cái gì đó một cách lén lút, được chưa? Ví dụ như là mình lén lút mình lấy cái điện thoại ra khỏi cái túi của cô ta. Kosori. Oya ni naisho ni shite. Cái cụm này mọi người cũng phải học luôn cho sensei này. Naisho ni suru nghĩa là nó sẽ bằng với từ himitsu ni suru, giữ bí mật về một điều gì đấy. Thì bình thường chúng ta chỉ biết himitsu đúng không? Mà khi lên N2 thì chúng ta có thêm là naisho ni suru, cũng là giữ bí mật nhá. Thì đây ạ, tôi ghét cái việc là phải giấu bố mẹ và lén lút quen nhau. Kosokoso tsukiau, hẹn hò, cách lén lút, không muốn, không để ai phát hiện đúng không? Mình ghét cái điều đấy, mình thích là mọi thứ nó công khai. Được chưa nào? Tsugi chúng ta sẽ đến với sasayaku. Động từ thì rất nhiều, sasayaku sẽ là thì thầm nói khẽ vào tai anh rằng là sensei rất yêu các bạn. Đấy cũng là thì thầm ấy, đúng không? Kare wa yasashi koe de aishiteru to sasayaita. Anh ấy thì thầm, anh yêu em. Trời, lãng mạn ha, cũng chủ đề tình yêu luôn. Và chúng ta có một cái từ đồng nghĩa với sasayaku, đó là từ tsubuyaku các bạn nhé. Tsubuyaku cũng giống như vậy, là thì thầm nói khẽ. Nhưng mọi người để ý này, sasayaku sẽ là chúng ta nói với một ai đấy, anh ta thì thầm vào tai cô ta, đúng không? Nhưng tsubuyaku sẽ là thì thầm nói khẽ, nói như là nói một mình thôi. Tsubuyaku, mình nói mình lẩm bẩm một mình ở trong miệng, mình không có muốn người khác nghe thấy, hoặc là không phải là mình nói với người ta mà tự mình lẩm bẩm nói khẽ một mình thôi, thì chúng ta dùng từ tsubuyaku. Và mọi người rất là dễ nhớ nhá, vì nó sẽ giống với một cái từ lấy, đó là từ bu-tsu-bu-tsu. Đây là tsu-bu đúng không? Các bạn đọc ngược lại cho mình. Thế là bu-tsu-bu-tsu. Bu-tsu-bu-tsu sẽ là lầm bầm trong miệng, nói bất mãn, nói phàn nàn, nhưng mà không muốn ai nghe thấy, nên nó cứ lầm bầm trong miệng một mình thôi, không phải là nói với ai cả, được chưa? Hãy kinh mốt dự này ở trên N1 các bạn cũng sẽ gặp lại ở trong phần Hán tự. Kinh mốt dự nhớ cách đọc nhá, đó là những cái điều cấm kỵ, cái điều nghiêm cấm. Rồi hãy watashi tachi no aida de uso wa kinmotsu da. Một cái điều mà cấm kỵ trong cái mối quan hệ bạn bè của chúng tôi, đó là sự dối trá. Đúng như cái lời nói dối đấy là một thứ cấm kỵ, thì kinmotsu sẽ là một cái thứ cấm kỵ mà các bạn tuyệt đối không nên làm. Để nói về những cái điều, cái việc nào đó nhá, kinmotsu. Tsugi chúng ta sẽ đến với từ ketsui. Chữ quyết đi với chữ ý thì nó thể hiện cái sự quyết tâm một cách mạnh mẽ nhá các bạn. Tsui ni là gì đây? Cuối cùng thì, được chưa? Mọi người rất hay nhầm với từ tsui nhá. Tsui thì rất là hay đi với te shimatta, mà ý nghĩa là lỡ, tôi lỡ mồm tôi nói ra cái bí mật đấy rồi. Còn tsui ni sẽ là cuối cùng thì. Tsui ni kanojo to no kekkon o ketsui shita. Cuối cùng thì tôi đã quyết định là kết hôn với cô ấy, và đây là quyết định chắc nịch nhá. Nó sẽ đồng nghĩa với từ keshin này, các bạn nhìn thấy chưa nào? Quyết tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là trong này có bộ thiệt là cái lưỡi này, mà mọi người có bộ ở trên là thiệt là bộ lưỡi này đúng không? Bên cạnh nó là bộ thủ là tay, và ở dưới là bộ mô là lời nói. Tức là lưỡi là thể hiện cho miệng của chúng ta đúng không? Miệng của chúng ta nói ra những cái lời nào đó, và tay chúng ta giơ lên như này. Thế nên thấy là cái hình thức thề như này đúng không? Giơ lên như này. Đó, thì đây là thề đúng không? Tôi thề rằng như thế nào đó. Chika. Trước mặt mọi người chúng tôi thề nguyện tình yêu đấy. Ayo chikatta. Con sẽ ở bên cạnh cô ấy cho dù ốm đau rồi bão giông rồi đau khổ, thì con cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy. Đó. Hay Hana Yume thì dễ rồi, là cô dâu nhá. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng, ngày mai em cười thật hạnh phúc. Ủa? Ngày mai em được
ở bên người mà em thương. Đến đây các bạn có biết chú rể trong tiếng Nhật nói là gì không? Các bạn hãy comment ở phía dưới nhá. Tiếp theo chúng ta đã sang đến với phần số 5, nói về kanke akka, tức là mối quan hệ nó bị xấu đi. Thì chúng ta sẽ cùng xem là có những cái từ vựng như thế nào mà Seijin muốn các bạn phải học thuộc nhá. Đầu tiên sẽ là sasaina. Đây là một cái tính từ đuôi na và nghĩa của nó sẽ là những cái chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt. Nó sẽ khác với chi sai nhé. Chi sai là nhỏ về mặt kích cỡ vật lý, được chưa? Ví dụ cái bút đấy rất là nhỏ này thì mình sẽ dùng chi sai. Nhưng xà sai na ở đây mang ý nghĩa ẩn dụ, những cái thứ mà chúng ta không có cầm nắm hay là nhìn thấy được bằng mắt thì chúng ta sẽ dùng cái từ xà sai na này. Ví dụ nhá, thật tôi hiểu xà sai na koto ga genin de kanojo to kenka ni natta. Chỉ nguyên nhân chỉ là một cái việc rất là còn con thôi, nhưng mà tôi và cô ấy lại cãi nhau. Lúc này cái việc cọ con đấy nó có phải là đồ vật để chúng ta cầm nắm hay là đo về kích cỡ không? Không đúng không? Trong cái trường hợp như vậy chúng ta dùng sasaina. Hay là tức giận vì một cái việc rất là nhỏ nhặt, lý do rất nhỏ nhặt thôi, chúng ta cũng dùng là sasaina koto de. Được chưa? Tiếp chúng ta sẽ đến với từ gokai. Chữ ngộ đi với chữ giải đúng không? Hiểu nhầm, sự hiểu nhầm. Chisaina koto ga kanojo no gokai o manete shimatta. Chỉ từ một cái việc rất là nhỏ nhặt thôi mà đã dẫn đến là hiểu nhầm với cô ấy. Thì ở đây nó rất là hay, nó sẽ ôn lại cho mọi người một cái cụ vừa nãy ở trên đây có nhắc về từ mane cự, tức là dẫn đến hoặc là gây ra một cái hậu quả không tốt, đúng không? Nó ứng dụng luôn ở dưới. Khi mà nó dạy về gokai, nó nhắc lại cái từ mane cự ở trên thì là học một là thuộc hai luôn. Gokai o mane cự là gì đấy ạ? Dẫn đến một sự hiểu nhầm nhá. Kanchigai cũng vậy. Kanchigai cũng là sự hiểu nhầm hoặc là phán đoán sai về một cái việc nào đó. Danh từ các bạn thêm sư lượng nó sẽ là động từ này. Watashi no kanchigai de, do cái sự hiểu nhầm của tôi, đúng không? Mà cãi nhau với người bạn thân đây cũng như vậy nhá. Kanchigai. Tiếp theo sẽ là từ kippari. À, có thể là có tội hoặc là không, nhưng mà thằng này đã thi rất nhiều lần rồi. Nó là phó từ mà ý nghĩa là làm cái gì đó một cách dứt khoát. Mọi người đọc cái từ kippari, mọi người thấy nó có dứt khoát không? Đó, thì nó rất là hay đi với kotowaru, tức là từ chối một cách dứt khoát. Vì đã không thích anh ta và anh ta rủ mình đi ăn rất nhiều lần, từ chối luôn. Kippari kotowatta. Hai. Rồi, baka ni suru, xem thường coi thường ai đó, rất là ghét, không ai thích mình bị xem thường coi thường cả. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ iyami, dịch là mỉa mai hoặc là châm biếm. Kare no iikata wa iyami ni kikoeru. Tức là gì ạ? Trong cái cách nói của anh ta thì tôi có thể cảm nhận được, tôi có thể nghe được là trong đó có những cái sự xỉa sói, mỉa mai, khó chịu là mình nghe ra nhá. Iyami ni kikoeru. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với từ semeru nha các bạn. Ở đây có nghĩa là đổ lỗi cho ai đấy. Ippoteki ni hito semeru no wa yoku nai. Ippoteki ni tức là chúng ta chỉ đổ lỗi một chiều thôi, chúng ta đổ hết cho người khác, mình không có lỗi gì hết, mình vô tội, mình là tốt đẹp. Thế từ semeru này sẽ mang nghĩa đổ lỗi cho người khác nhá. Kenasu cũng là một từ mà nếu hai các bạn bắt buộc phải nhớ này. Thì kenasu sẽ là dèm pha, bôi nhọ hoặc là chế giễu ai đó, thì mình sẽ dùng từ kenasu tập từ nhá. Anh này anh ấy không bao giờ khen đúng không? Một lúc nào cũng là kenasu đúng không? Dèm pha, chế giễu người khác, bôi nhọ người ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với 114 là từ niramu. Động từ này có nghĩa là lườm ai đấy nhá. Không phải là nhìn chằm chằm đâu mà nó là lườm, mình ghét người ta nên là niramu, lườm. Bằng một cái gương mặt đáng sợ như thế đúng không? Thì lườm anh ta. Đây này, kareo niranda. Uragiru sẽ là phản bội nhá. Các bạn phản bội là ai đấy, dùng cho nên dây động từ uragiru. À, đây này, shinjite ta hito ni uragirarete shimatta. Cái người mà mình rất là tin tưởng thì bị người ta phản bội, được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ kolon, được chưa? 119. Chữ khẩu đi với chữ luận thì ở đây hiểu là gì? Cãi nhau quá, tranh luận. こんなことで友達と口論したくない. Những cái chuyện vặt vãnh như này tôi không muốn phải gì à, phải đấu khẩu, phải tranh cãi với bạn bè. 口論したくない. Tiếp chúng ta sẽ đến với từ số 123 trong cuốn sách này nhá. Động từ barasu có hai nét nghĩa này. Nghĩa thứ nhất là một nghĩa mà hay xuất hiện trong đề, sẽ là himitsu o barasu, tiết lộ bí mật cho người khác. Mình đã bảo là phải giữ bí mật nhé, phải nai chỗ lý ste, nhưng mà người ta lại tiết lộ bí mật cho một người khác, vậy sẽ là himitsu barasu, được chưa ạ? Rồi đây là tiết lộ bí mật cho người khác, đây là một người rất là tồi tệ này, sai tê. Và cái nghĩa đen của nó, barasu đi với đồ vật là chúng ta sẽ tháo rời nó ra. Ví dụ như là mình sẽ lắp vào nó thành một cái giường đúng không? Khi mà mình chuyển nhà thì mình sẽ tháo từng bộ phận của cái giường ra, chân giường rồi các thanh gỗ đúng không? Mình tháo rời ra thành nhiều mảnh. Thì chúng ta cũng có thể dùng cụm là bedo, baraste, hakunda.
tháo ra thì nó sẽ dễ vận chuyển hơn, và khi mà đến nơi mới thì mình sẽ lắp lại. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với từ khi mà dư nhé các bạn. Ngại ngần khó xử thì từ này sẽ dùng trong những cái tình huống tiêu cực nhá. Kolono ato, sau khi mà đấu khẩu xong, cãi nhau xong, nó đã nhắc lại cho các bạn cái từ kolono vừa mới học ở trên, rất là tiện đúng không? Sau khi cãi nhau xong thì hai cái người này lập tức là nói chuyện với nhau, nhưng mà sao đấy bắt đầu cái tình huống nó không khí nó trở nên khó xử, nó trở nên ngại ngần đúng không? Kimazu kunatta, trở nên khó xử, tự nhiên là khó nhìn mặt nhau, khó để mở miệng ra nói chuyện với nhau lại, được chưa? Ima sara, rất là quen thuộc, giờ này mà này. Ima sara kare ni ayamarete mo sugu ni wa yurusenai. Câu này chúng ta hiểu là đến giờ này cho dù anh ta có xin lỗi tôi thì tôi cũng không thể ngay lập tức tha thứ cho anh ta được đâu. Đó. Mẫu này chúng ta hiểu là đến giờ này mới làm gì đó thì đằng sau đã không còn được nữa rồi đúng không? Hoặc là đằng sau vẫn dẫn đến một cái kết quả tiêu cực. Dainashi, cũng này rất là hay, N1 cũng sẽ gặp lại này. Các bạn nhớ cách đọc nhé. Dainashi là công cốc trắng tay, không có kết quả gì hết. Hinkao shite shinyu to no yuzou desu ne dainashi ni shite shimatta. Khi mà mình đã cãi nhau rồi thì tự nhiên cái yuzou là cái các bạn cái tình thân đó, cái mối quan hệ thân thiết của mình với người bạn thân nó lại trở thành công góc, tức là tự nhiên là rất là thân nhau, sau đó là cãi nhau một phát là hai người thành bạn xã giao luôn, thành người dưng luôn, không chơi với nhau nữa, thì chúng ta sẽ dùng cái cụm đó là dainashi ni suru, trở nên công góc hoặc là mất hết. Tiếp chúng ta sẽ có từ uramu các bạn. Uramu sẽ là căm ghét và rất là hận ai đấy, nhưng mình dịch là hận thì nó sẽ đúng nhá. Đây, bị cô ấy uragireta, bị cô ấy phản bội, đây là tôi sao đây ạ? Tôi không thể có cảm giác hận cô ấy được, yêu đến mức là bị người ta phản bội nhưng mà vẫn rất yêu người ta các bạn. Uramu khi ni wa narenai, được chưa? Căm ghét căm hận, anh này rất là si tình, cô ấy phản bội mà anh ấy vẫn không thể uramu cô ấy được. Rồi, tiếp theo trong sách thì sẽ có tất cả những cái từ có tiền tố là me. Cái này cũng rất là hay xuất hiện trong đề nên là mọi người hãy học thuộc nhá. Ví dụ me là một phương án tốt này, me sắc cự tác phẩm nổi tiếng này, mega là một danh họa đúng không? Me cấp cự cá khúc nổi tiếng, me sộ nơi nổi tiếng, me dinh người nổi tiếng này. Đó, mê sang này, sản phẩm nổi tiếng này, những cái thằng này rất hay xuất hiện, đặc biệt là thằng mê an này thi rồi này, mê sắc cự có rồi này, mê trộn có rồi này, mọi người để ý cho xem những thằng này nhá. Hoặc là mê ba men, một cái cảnh phim nổi tiếng này, các bạn cũng để ý cái từ này nhá. Tiếp theo chúng ta đã sang đến chương 2 rồi các bạn ơi, đến với những cái từ vựng mà thuộc cái chủ điểm đó là kurashi, liên quan đến đời sống, cuộc sống, đi cùng với sensei học những từ vựng nhá. Phần đầu tiên trong chương 2 sẽ là nói về sumai, tức là nơi ở, nhà ở, nơi cư trú. Thằng này là danh từ, các bạn có thể ghi lại nhá. Đầu tiên, hitori sumai, chúng ta thêm cái tên tề vào, tức là chúng ta sống một mình đúng không? Nó sẽ giống như là hitori gurashi mà các bạn học ở N3. Tuy nhiên nó có một điểm hơi khác thôi nhá. Đó là hitori gurashi thì nhấn mạnh cái việc đó là chúng ta sống một mình, chúng ta tự lập, chúng ta không có dựa dẫm vào ai cả. Để chưa, chúng ta đi ra nước ngoài, chúng ta sống một mình chẳng hạn. Nhưng cái dư mai này này, thì tôi đi dư mai, nó nhấn mạnh cái nơi ở, tức là chúng ta ở một mình, chúng ta không ở cùng người khác. Đấy, hơi khác nhau một xíu nhá. Chin tai, chin tai là sự cho thuê, ghi lại dân dê nhá. Đây, ví dụ như là chin tai no apato là cái căn hộ cho thuê. Tiếp theo, chúng ta có shikiken sẽ là tiền cọc, đúng không? Các bạn ở bên Nhật thì đã quá quen thuộc với shikiken và leken là tiền lễ rồi. Chúng ta có từ koshin sẽ là đổi mới gia hạn này, được chưa? Đây, Mosuku Koshinda, tức là cái nhà của mình sống ở đây là đã được 2 năm rồi. Nine Tata này, thì mình đã đến chuẩn bị đến thời điểm là mình phải Koshin, mình sẽ gia hạn cái hợp đồng thuê nhà. 138, chúng ta đến với từ Ikodate, nhà riêng. Mà có tiền mua được một căn thì quá là tuyệt vời đúng không? Sensei ga Tokyo ni Ikodate wo katta sou da. Nghe nói là sensei đã mua được một căn nhà riêng ở Tokyo, trời cực kỳ đắt đỏ luôn đúng không? Mọi người nhớ từ Ikodate. Mọi người nhớ cái từ Ikodate này nhá. Tiếp theo, 144, mọi người nhớ cho mình từ monooki là nơi phòng dùng để đồ, chứa đồ nhá. Ở đây mọi người sẽ thấy người ta dùng là kawanai mono, cái đồ mà mình không dùng đúng không thì mình sẽ bỏ nó vào trong cái phòng để đồ, phòng chứa đồ monooki. Tsugi, 145, chúng ta có madori. Madori ở đây các bạn hiểu nó là sự bố trí phòng ốc, nhà cửa nhá. Rồi, kukan là không gian, dễ rồi, không có gì để nói.
Tiếp theo, từ số 152 các bạn có từ thêm kèm chữ điểm đi với chữ kiểm đúng không? Mình kiểm tra từng điểm của cái máy móc xem nó có vấn đề gì không. Thì thằng này chuyên đi với máy móc các bạn, bảo dưỡng kiểm tra này, đi với thang máy này, elevator và thêm kèm chữ. Đang trong quá trình kiểm tra thì các bạn vui lòng không sử dụng thang máy, được chưa? Rồi, thê si, sự ngưng hoạt động, được chưa nào? Bây giờ cái thang máy nó đang ngưng hoạt động, vì sao nó lại ngưng hoạt động? Bởi vì nó đang thêm kèm chữ, nó đang bảo trì. Xin chào mọi người, anh sẽ xem mang đến cho mọi người một tin vui trong tháng 12. Đó chính là CNC sẽ kết hợp cùng với Common lập ra một nhóm cùng học N2 cho những bạn có mục tiêu là phải lấy được bằng N2 cho kỳ tháng 7 năm 2024. Nhóm này thì sẽ dành cho những bạn mà chưa biết lớp tích hợp là gì và chưa từng được trải nghiệm tích hợp nhưng mà muốn học thử một lần. Nhóm cùng học N2 của anh CNC và MonCNC thì sẽ được khai giảng vào ngày 19 tháng 12 nhé. Và lộ trình học sẽ có 4 buổi trong 2 tuần phủ cho các bạn tất cả những kỹ năng từ vựng chữ Hán kanji đến cả đọc và nghe. Để được thêm vào nhóm học tập này ngay hôm nay thì mọi người hãy comment học thử phía dưới đi, trên kênh gửi link cho các bạn vào lớp nhá. Và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ được nhận bộ tài liệu phân tích đề thi mới nhất của tháng 12 năm 2023 cùng với đó là bộ giải pháp học tập khi mà đăng ký lớp tích hợp. Và hẹn gặp lại các bạn trong tuần trải nghiệm nhóm học cùng với anh CNC và Mon CNC nhá. Bạn tân đi.